Nay cậu phải bàn qua với mẹ của Hách Danh đã. Cậu sao vậy? Ngày mai là đám cưới rồi, mà sao cậu có vẻ miễn cưỡng dữ vậy? Đâu giống đám cưới của mình đâu. Đám cưới của mình và Hách Danh, mẹ anh ấy đều lo hết. Từ áo cưới tới đầu tóc cho tới ngày mai phải nói những gì trong lễ cưới, câu nào cũng phải khóc, câu nào cũng phải nức nở, cũng do mẹ anh ấy lo liệu hết đó. Thật không? Cậu có nói quá lên không vậy? Câu phải lột da mới lấy được chồng, cuối cùng mày đã hiểu ý nghĩa thật sự của nó. Ôi ông trời ơi, xin phù hộ đám cưới của con được trôi qua bình an suôn sẻ nha Lập ơi. Đám cưới của cậu mà bà ấy cứ tưởng mày là nhân vật chính, vậy cuộc sống sau này cậu không bị soi mói mới lạ. Mấy ngày trước còn là ai khuyên mình vậy trời? Nếu mình không khuyên, ngày mai cậu có lấy chồng không? Bây giờ mình nói như vậy không phải là quan tâm cậu và cuộc sống sau này của cậu hay sao? Đúng là nói công lại những người sống hai mặt. Cậu nói ai? Đừng có nói mình đang truyền nước biển đó. Vậy mai mình không về đám cưới của cậu là được rồi. Nè, được rồi, mình có đem canh cho cậu. À, đút mình đi. Ai đút cậu mơ đi. Ba, cả nhà tới đâu rồi? Đây, xong xuôi, xong xuôi. Dễ quá mà. Ba cũng không biết đây là đâu nữa. Hình như là sương mù dày đặc, cao tốc bị chặn rồi. Hả? Vậy làm sao đây? Ba mẹ có tới được không? À, đợi thêm chút nữa coi. Tài xế nói sáng ngày mai chắc chắn mọi thứ sẽ ổn. Ba mẹ nhớ chú ý an toàn đó. À, được rồi. Ba, nếu thấy không ổn, ba mẹ tìm chỗ nào đó ở tạm. À, chỗ ba con không cần phải lo hả? Ê, hình như là nhích được rồi kìa. Mọi người nhìn kìa. Alo. À, Tô Kính à? Dạ. Ba không nói chuyện với con nữa, phía trước nhích lên được rồi. Được rồi, ba mẹ nhớ cẩn thận đó. Biết rồi mà. Alo, ba. Alo. Chuyện gì vậy? Trên đường bị làm sao? Ba nói là bị tắt đường. Hy vọng ngày mai ba mẹ sẽ tới kịp. Ông xã. Anh coi chúng ta yêu nhau thì dễ, sao lấy nhau lại khó tới vậy? Đúng ha. Chắc chắn phải vậy rồi. Nếu không á, làm sao thể hiện được sự quý giá của em chứ, đúng không? Hả? Yên tâm đi, đường đâu thể tắt hoài được đâu. Sáng sớm ngày mai á, chắc chắn ba mẹ sẽ tới. Ha. Nè, xem đi, khó khăn lắm anh mới học thuộc được. Em nghe nha. Tôi và Tô Kính quen nhau là sự tình cờ, nhưng tôi rung động trước cô ấy chắc chắn là điều tất yếu. Tôi còn nhớ đó là vào một ngày trời nắng đẹp. Gì vậy? Sáng sớm, để đáp lại lời kêu gọi của tổ chức đoàn. Nè, phụ dâu của tôi đâu rồi? Nó là ra cửa đón khách. Cô ấy đón khách cái gì chứ? Biết vậy đã không nhờ cô. Đừng sửa cho tôi nữa. Alo ba, cả nhà tới đâu rồi? Ba nói cái gì? Chúc mừng. Dâu của cậu đây sao? Không, đây là phụ dâu. Đây là phụ dâu thôi. Mời vào trong nha. Cảm ơn, mời vào. Sao cô lại ở đây? Chúc mừng. Thì cô ấy đang bận, còn em đi đón rảnh. Anh hát cho anh chụp chung một tấm đi. Nếu em vừa là giờ nào rồi còn chụp hình với thiệt tình đâu. Ông xã nè, sao tới giờ mà ba mẹ tôi Kính vẫn chưa tới vậy? Rất không bình thường. Vậy thì quá tốt rồi đó, phải không nào? Hả? Sao không ai nghe máy hết vậy? Có khi nào sợ tốn tiền điện thoại không? Em nói giỡn thôi. Hách Danh à, Tô Kính. Chuyện gì vậy? Ba mẹ của em hai người. Từ từ nói, có chuyện gì? Họ bị cảnh sát đưa đi rồi. Bây giờ ba mẹ đang ở đâu? Ây trời, mẹ hả? Thấy cái gì mà mắc cười phạm vậy? Cái gì? Phải vào lúc này có thể chưa? Lái xe tới đồn cảnh sát sao? Vì năm của con bị mất bóp tiền, họ nói trên xe có ăn trộm nên chạy thẳng tới đồn cảnh sát luôn. Con coi gia đình của con kìa, không phải mẹ nói với con trong bóp của dì con có được bao nhiêu chứ, mà lúc này số tiền ít ỏi trong bóp quan trọng hay là đám cưới của tụi con quan trọng? Mà ba mẹ con cũng thật là, sao lại để dì năm con làm rối mọi chuyện lên như vậy? Con nói ba nghe,
Bà cứ đi thẳng về trước, sau đó nhìn thấy dãy nhà màu nâu thì bà rẽ trái một cái là tới liền à. Nếu làm lỡ giờ lành giờ tốt của đám cưới hai đứa, ai chịu trách nhiệm đây? Nè được rồi mẹ, mẹ đừng nói nữa mà. Ở đâu? Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Yên tâm đi ha. Đâu một đèn giao thông nữa thôi, một đèn nữa là tới ha. Đó, 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 đó. Kìa kìa, thấy chưa? Bên này, bên đây, bên đây. Đây, đây. Sao mà chậm quá vậy? Ba. Đâu, rồi, 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 rồi. Nè, ba, ba. Mọi chuyện là sao? Chuyện dài dòng lắm. Anh coi chúng ta hãy cái gì vậy? Mau đi, mau đi mà. Em sửa lại giùm anh, lát nữa anh còn phải lên sân khấu hát nữa nè. Bây giờ mà rút đi. Rồi. Mau lấy hành lý đi, mau lên. Xin chào. Cảm ơn. Đợi lấy hành lý cái đây. Xin chào. Dạ, xin chào. Dạ, xin chào. Đi trong đi ha. Xin chào. Xin chào. Đi thôi. Dạ xin chào. Tới rồi hả? Lấy hành lý cái đã. Ê, anh đâu, để em làm cho. Cứ để em vào trong cho kịp đi. Đâu, đi thôi. Ủa, vậy hành lý em không cần phải làm cho. Để cho em, để cho em. Đi thôi. Nếu mà mọi người tới sớm một chút là đỡ biết bao nhiêu rồi. Mọi người có chuyện gì vậy? Trời ơi con gái à, không phải đã tới rồi sao? Không sao rồi. Con mau chuẩn bị đi, coi con kìa. Cô dâu đâu có được ló mặt ra sớm như vậy phải đâu chứ. Chị à, chị mặc đẹp như vậy đừng có đi lung tung mà. Cần em giúp gì không? Nè, chị kêu em tới sớm mà em lại đi đâu vậy? Ba, ngồi xếp con một chút đi. Mẹ, dì Năm, dì tìm được bóp tiền chưa? Trời, đừng nhắc nữa, tìm được rồi. Nửa đường dừng lại mua nước. Mua nước xong rồi bỏ bóp tiền đó vào một cái giỏ khác. Ê, con coi mọi chuyện rối lên như vậy thiệt tình à. Trời ơi chuyện gì vậy dì Năm, sao rắc rối quá vậy? Ây trời ơi đừng có nói nữa, dì cũng bực lắm chứ. Dì đang nóng muốn chết đây nè. Nè, bà Xui kìa. Dạ con gia, tô kính. Con có thể nói gia đình con đừng có ngồi ngoài hành lang khách sạn được không? Có thể vào bên trong rồi ngồi quanh với nhau thành một bàn. Phải đó, phải báo cho MC mau cử hành hôn lễ mới được chứ. Bắt đầu rồi. Được. Nào, mọi người mau đứng lên đi. Hôn lễ sắp cử hành rồi, mau vào bàn ngồi đi. Cẩn thận thôi. Mọi người vào bàn. Tiếp theo, xin mời cô dâu chú rể cùng bước lên sân khấu. Con trai con dâu từ đó. Các vị nhìn xem, đúng là trai tài gái sắc. Vậy các vị có muốn biết cặp đôi trời sinh đất tạo này đã tới với nhau thế nào không? Thôi được, chúng ta sẽ mời chú rể lên nói trước. Xin hỏi chú rể, cô dâu đã làm gì khiến cho anh rung động? Tôi và Tô Kính quen nhau là một sự tình cờ. Nhưng mà tôi và cô ấy yêu nhau là một điều tất yếu. Tôi còn nhớ là đó là vào một buổi chiều nắng đẹp. Buổi sáng. Để đáp lại lời kêu gọi của tổ chức đoàn, chúng tôi đã tham gia cuộc thi hát do trường tổ chức. Chúng ta cùng nhau hát. Chúng ta cùng nhau hát. Anh biết rồi. Đừng xem nữa.
đáp lại lời kêu gọi của tổ chức đoàn. Chúng tôi tham gia cuộc thi kéo co do trường tổ chức. Lúc đó tôi đứng ở đầu sợi dây nhóm con trai, Tô Kính thì đứng đầu sợi dây nhóm con gái. Theo lý mà nói, con gái chắc chắn kéo không lại con trai. Nhưng mà Trời ơi, lắm xỉu rồi kìa. Trời ơi, có xỉu rồi. Xỉu đâu kìa. Quay lên, mau mau. Trời ơi, có sao không xỉu được kìa. Trời ơi, có sao không vậy? Cấp cứu đi. Không biết bọn có sao không vậy? Không biết có sao không nữa. Cấp cứu đi. Mau gọi cấp cứu đi một lần. Nhanh lên. Chuyện này các chị đừng có hoảng loạn. Chúng ta cứ ăn đi ha. Thì không sao rồi. Được rồi, mau lên, mau lên, mau lên. Lần này tiêu rồi. Anh coi, gia đình họ đâu phải tới tham dự hôn lễ. Đây rõ ràng là tới gây rối mà. Được rồi, mau ra xe đi. Đi 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 đi. Nè, phụ tôi mau lên, phụ tôi, phụ tôi. Phụ mau tôi. Lên, mau lên. Nè. Phụ mau bên này, phụ con. Bên này đi. Nè, nè, có chừng, có chừng. Cho chừng, rồi. Nè, 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 có gì đúng. Nè, mày vô trong đi, mày đừng có đi, mày có đi cho hả? Con đi cái gì? Con là chú rể cô dâu còn đang chờ con, không cử hành hôn lễ sao? Đi vô đi vô. Con không được đi, con không được đi đâu. Đi vô đi vô. Anh đi rồi, anh đi đi rồi. Mau đi. Anh đi cẩn thận nha. Anh đi đi. Đi. Anh không được một lát nữa trong lễ hôn nhân anh còn phải lên hát nữa mà. Bà người quan trọng anh còn lo hát. Đi đóng tiền. Được 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 được. Bà biết bệnh viện nào không bà? Được rồi. Ở gần đây nè. Đi cẩn thận nha. Xin lỗi các chị, khiến các chị lo lắng. Chúng ta vào trong đi. Quay vào đi, không sao rồi, không sao rồi. Mọi người vào trong đi. Đi vô thôi. Vào trong đi, vào trong. Vào trong thôi. Mời vào. Vào trong đi. Mời vào trong, mời vào trong. Ha. Trời ơi, đây là chỗ của phụ rể. Tôi là phụ rể. Phiền quá. Cô nói một tiếng là được rồi. Cô nhìn tôi chằm chằm như vậy, tôi còn tưởng mặt tôi dính hai chữ xoái cà đó. Nhìn vô anh Phát đã. Gương mặt nhìn như bộ bàn cờ, chỉ thấy mã sau pháo chứ không nhìn thấy tướng. Cô ơi, có phải cô bị lụng quá không vậy? Hay là để tôi mượn kính diễn vọng để cô nhìn rõ hơn? Dì ơi, đám cưới hôm nay tổ chức hoành tráng quá. Chỉ có đám cưới của Tô Kính mới được như vậy thôi. Tốt thiệt. Còn bé này, lúc nào rồi mà còn nói bóng nói gió. Mọi thứ rối tung lên hết rồi kìa, không thấy sao? Không sao đâu. Không đâu dì. Còn thấy cô gái này nói rất chính xác. Đám cưới chỉ có một lần trong đời, thà chịu rối tung một chút chứ không được tầm thường. Anh ấy đúng, nhưng anh đừng có lo. Chắc chắn anh không đám cưới một lần. Vậy xin hỏi nữ hiệp, cô là họ hàng bên nào vậy? Xin hỏi anh Tôm Hùm, có phải anh muốn cua tôi không? Sao lại gọi là cua chứ? Chỉ là muốn xích lại gần hơn một chút thôi à. Hay là tất cả vấn đề còn lại chúng ta có thể bàn sau nha. Tôi có bạn trai rồi. Xin chào. Mà chúng ta có thể trao đổi danh thiếp được không? Anh về hả? Cảm ơn nha. Tôi về nha. Được rồi. Có gì ghé tới nữa. Cảm ơn đã tới nha. Tạm biệt. Về hả? Được. Tạm biệt. Tạm biệt gì con về. Tạm biệt. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn nha. Dì biết con mới nghe chuyện gì không? Con mới nghe người ở khách sạn hỏi họ hàng của Tô Kính sẽ ở lại đây bao nhiêu ngày. Con biết là dì chỉ đặt phòng một ngày, nhưng con nghe ba mẹ Tô Kính nói là có thể ở lại đây thêm mấy ngày nữa. Vậy sao? Dạ. Họ nói làm sao? Bọn họ nói là dì Năm vẫn chưa được khỏe hẳn. Nếu về ngay bây giờ chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng qua đêm nay mọi chi phí đều do anh Hách Danh chi trả. Dì coi gia đình họ có phải muốn lợi dụng không? Kéo nhau tới Bắc Kinh du lịch hay sao chứ? Còn ở đây để ý giúp gì, dì đi coi. Dạ. Bác sinh có quá trời nơi tốt hơn nhiều. Phải đó. Các vị họ hàng của Tô Kính, các vị ăn xong rồi sao? Ăn xong rồi. Vì tôi không biết các vị sẽ ở lại Bắc Kinh bao lâu, nên tôi chỉ đặt phòng cho các vị ở lại đây một đêm thôi.
Vì vậy nếu các vị muốn tới nơi nào vui chơi để được tự do hơn thì các vị hãy tự sắp xếp nha. Chuyện là con trai tôi lấy vợ, còn tôi cũng quá bận rộn, chăm sóc không được chu đáo, mong các vị thông cảm. Phải rồi. Chúng tôi rất là ngại khi ở khách sạn đắt tiền, hay là để chúng tôi ngủ một đêm ở sảnh tầng 1 cũng được mà. Còn không được thì chúng ta sẽ ra nhà ga ngủ một đêm thôi mà. Tôi nghe nói cả FC ở đó mở cửa 24/24, chúng ta có thể ở hai ba đêm được luôn đó. Đúng rồi, người chịu đi thêm vài ngày đi, lần đầu tiên tới đây mà. Để con nói kính thưa các cô, các dì, các chú và các bác và những bạn bè thân thích của chúng ta từ dưới quê lên, mọi người từ xa xôi tới tham dự hôn lễ của tụi con á, tụi con thực sự rất vui. Nếu đã tới rồi sao không ở lại chơi lâu lâu cho thoải mái, có đúng không? Muốn ở chơi mấy ngày thì cứ ở thoải mái, thì khách sạn cứ để con, có được không? Con trai là được rồi. Hết danh ạ. Được rồi mà. Anh hết danh. Tôi biết rồi. Hiếm khi họ mới lên đây mà, kệ đi. Anh hết danh. Biết không vậy? Chỉ tôi đi vòng vòng dưới mặt kinh coi sao nha. Chỉ tôi với. Anh hết danh ạ. Qua đây. Hôm nay chú rể đẹp trai quá vậy hả? Thôi bớt nịnh giùm đi. Tôi hỏi một chuyện nha. Cô gái kia đó. Cô nào chứ? Cô kia kìa. Kìa. Có phải là bạn của Tô Kính không vậy hả? Không có quen. Cái gì mà không quen chứ? Không quen mà hôm nay tới đây sao? Tôi nói anh nghe, anh là chú rể phải chịu trách nhiệm những gì mình đã nói. Tôi hỏi anh thêm, người đàn ông đứng cạnh cô gái đó là bạn trai của cổ sao? Liên quan gì tới anh? Liên quan chứ. Anh có Trác Huệ Na rồi mà. Cái gì mà có Trác Huệ Na chứ? Trác Huệ Na là của anh, tôi không bao giờ tranh giành. Anh mà nói lung tung giờ lúc này tôi đuổi anh ra ngoài biết chứ. Mau lên, có phải không vậy hả? Có phải không? Không phải. Gì vậy? Điện thoại. Không có, không mang theo. Sao lại không có không chứ? Không có thật, tôi không đem theo điện thoại. Nè. Sao lại không đem, đừng có xạo mà. Nè. Anh đừng đùa với bạn bè nữa. Tôi nói anh nghe, tôi muốn theo đuổi một người rất đơn giản, muốn một cái điện thoại còn dễ hơn. Anh giỏi lắm. Đi chơi. Ê, mà khẩu là gì vậy? Mẹ, hôm nay mẹ mệt không? Không mệt. Mẹ nói đi, sau ngày bye bye mẹ đã muốn về rồi. Ở với con thêm vài ngày thì tốt biết mấy. Con nghĩ đi, mai ba mẹ về rồi, sau này con sẽ là con gái của nhà người ta. Cũng không biết khi nào mới tới lần nữa. Mẹ, con đã nói rồi, đi đâu con vẫn là con của ba mẹ mà. Hơn nữa bây giờ mẹ còn có thêm một đứa con trai nữa. Nói thì nói như vậy, nhưng trong lễ cưới mẹ vẫn chưa nghe đổi xưng hô một tiếng mẹ. Cũng tại ba mẹ quá rắc rối, lần này mẹ chồng con chắc chắn sẽ lấy lý do này. Nè, mẹ muốn hỏi con, giấy thỏa thuận gì đó mà họ nói con đã ký chưa vậy? Vẫn chưa. Không có ký thật đâu, họ chỉ nói vậy thôi, không có đưa ký đâu mà, mẹ yên tâm. Vậy thì mẹ an tâm rồi. Mẹ không dạy con được gì. Ba con đã nói với mẹ một câu mẹ thấy rất hay: hãy nói ít nhưng làm nhiều. Con biết rồi. Mẹ cũng đừng có quá lo, còn có Hách Danh mà. Hách Danh là một đứa không tệ, không hà khắc giống như mẹ mình. Chính vì vậy mẹ mới an tâm để Tô Cần ở lại chỗ con. Ở lại chỗ con hả? Đúng vậy đó, em nói với ba mẹ em muốn ở lại đây. Khoan đã, chuyện đó thật ra em có suy nghĩ đó lâu rồi, chỉ là không nói ra thôi. Trời ơi, không phải là chị không muốn em ở lại đây. Em coi, với học vấn của mình, em có thể tìm được công việc rất tốt ở dưới quê mà. Sao em cứ phải ở Bắc Kinh để chịu khổ chứ? Chị à, chị nói bao nhiêu lần rồi, em đều biết hết mà. Nhưng em thấy Bắc Kinh có nhiều cơ hội để em rèn luyện bản thân. Hơn nữa, ở đây có chị nên em không sợ đâu. Mẹ, hai con của mẹ đều sống ở ngoài. Lúc đầu ba mẹ cũng không đồng ý, nhưng mà nghĩ lại, không phải là vì tương lai của hai đứa sao? Con nói làm việc ở Bắc Kinh tốt hơn một nơi nhỏ bé của chúng ta. Ha, Tô Kính, mẹ nói con nghe nè, con phải thay mẹ chăm sóc em con thật tốt. Con biết rồi. Trời ơi, được rồi mẹ, vậy mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con về phòng đi. Được rồi, con về phòng ngủ sớm đi, mệt cả ngày rồi. Dạ, con về phòng đi, mai con qua tiễn ba mẹ về nha. Ngủ sớm đi, đừng có lo cho con. Hai người ngủ sớm đi đó.
hết danh. Hết danh. Em yêu, hãy tới sảnh tiệc cưới. Gì á? Nhìn kia, Tô Kính. Cô ấy đi đâu vậy? Anh sẵn sàng vượt qua tất cả, chỉ để được cùng em có một kết thúc vui vẻ. Lần đầu tiên anh gặp em là ở xã đoàn thanh niên. Em ở trong đám đông, thật quyến rũ khiến cho người ta ngất ngây, chỉ có thể đứng nhìn. Lúc đó tận sâu trong trái tim anh, đột nhiên có một cảm giác thôi thúc muốn được bảo vệ cho em, nên anh đã không ngần ngại xông lên phía trước, giải dây cho em. Lần thứ hai chúng ta gặp nhau là trong một cuộc thi kéo co do trường tổ chức. Lúc đó em đứng ở đầu sợi dây nhóm con gái, còn anh đứng đầu sợi dây nhóm con trai. Theo lý mà nói, con gái chắc chắn không kéo lại con trai, nhưng con gái lại thắng. Tại sao lại như vậy? Nguyên nhân chỉ có anh biết. Bởi vì lúc đó ánh mắt em nhìn anh cũng chính là ánh mắt trong trẻo đó của em mà làm cho anh lỏng tay. Vì anh biết rằng tình yêu của anh cuối cùng cũng đã tới. Hôm nay cuối cùng anh đã được như ý mà mình muốn. Cô gái đó đã trở thành cô dâu của anh, còn anh đã trở thành chồng cô ấy. Mọi thứ thực sự tới rất khó khăn. Cho nên sau này cho dù khó khăn hay thuận lợi, giàu có hay nghèo khổ, mạnh khỏe hay đau ốm, vui vẻ hay đau buồn, anh vẫn yêu cô ấy, tin tưởng cô ấy, bảo vệ cô ấy, tôn trọng cô ấy, và hứa sẽ chung thủy cho tới suốt đời. Em đồng ý không? Em đồng ý. Em đồng ý. Bỏ đi như vậy sao? À, hôm nay là ngày vui của hai đứa nó, chúng ta cũng đừng sinh sự vô cớ làm gì. Là sao? Bây giờ cả dì cũng về phe Tô Kính sao? À, lúc nãy con cũng đã thấy, cũng đã nghe hai đứa nó nói những gì. Dì nghĩ sở dĩ dì làm nhiều việc như vậy cũng vì muốn con trai dì được hạnh phúc. Nếu như tình cảm của hai đứa nó tốt đẹp như vậy thì đáng được chúng ta chúc phúc, con thấy sao? Hơn nữa, hôn nhân suy cho cùng cũng là chuyện của hai người. Cho dù dì không thích Tô Kính tới mấy,
Nhưng bây giờ con bé cũng đã là con dâu của dì, là vợ của Hách Danh rồi. Quay đầu nhìn lại con đường mà hai đứa đi qua thật sự không dễ dàng gì. Cuộc sống sau này vẫn còn rất dài, dì hy vọng hai đứa nó có một khởi đầu tốt. Dự Trương, con mở đèn giùm dì đi Huệ Na. Rồi. Mau lên, mau lên. Dạ. Ê, trời ơi, anh đứng vững đi mà. Hôm thiệt nay tình là một ngày tuyệt vời. Hách Danh nhà chúng ta đã lấy vợ. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Dạ, Dượng Trương của con cái gì cũng thành dân ca hết. Được rồi. Anh mau nghỉ ngơi đi, đừng ở đây làm mất mặt. Đi ha. Đi 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 đi. Không vấn đề, không vấn đề. Đi được không vậy? Dượng Trương cẩn thận. Đi nằm nghỉ đi. Dượng Trương mắc cười quá đi. Huệ Na. Dạ. Ôi, hôm nay á, dì thật sự cảm ơn con rất nhiều. Con ngoài việc làm phụ dâu còn đưa Dượng và dì về nữa. Ôi trời, dì đừng khách sáo, chúng ta đều là người một nhà, dì đừng nói như vậy ha. Nói hay lắm. Cũng trễ rồi, con mau về nghỉ ngơi đi ha. Dì à, có câu này con không biết có nên nói hay là không. Nói đi. Dì nhìn đi, họ hàng của Tô Kính đi ngoài mấy món nhà quê không có một ai đem quà cưới gì hết. Điều này không hợp với lễ nghĩa. Con nghĩ chắc chắn là ba mẹ của Tô Kính đã bàn trước với họ hàng là không có mừng tiền. Ban đầu gì cũng đâu muốn họ lên đây. Tốt nhất là tự lo, họ tổ chức ở dưới quê, chúng ta lo ở Bắc Kinh. Nhưng cuối cùng có lẽ vì họ muốn tiết kiệm tiền nên kéo lên đây. Còn coi đó, không biết phép tắc, không mừng tiền thì cũng bỏ qua đi. Nhưng ít ra cũng phải biết điều, tới sớm về sớm chứ. Không, còn muốn ở lại đây thêm. Như vậy tức là họ muốn ở đây nhưng lại không muốn tốn tiền. Chuyện ức ức như vậy sao gì không chịu nói ra. Làm gì nhớ tới câu nói xưa, tìm đối tượng kết hôn nhất định phải môn đăng hộ đối. Gia đình Tô Kính với gia đình chúng ta hoàn toàn không môn đăng hộ đối, cho nên người thiệt thòi chỉ có chúng ta thôi. Không nên nói mấy chuyện này với con nít nữa. Không sao. Mau về nhà đi con. Dạ con biết rồi. Dì cũng nghỉ ngơi sớm đi. Dì không tiễn nha. Dì phải vào coi Dượng ra sao. Tạm biệt dì. Đi cẩn thận đó. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Trời ơi, coi ổng kìa. Sao hoàng hôn lại có màu đỏ vậy? Nè, làm ơn cho quá, làm ơn cho quá đi. Anh mẹ, cậu đừng có nhảy cùng nữa. Nhảy đi. Nè, cậu điên rồi hả? Mau đi thôi. Cậu điên rồi sao? Làm gì vậy hả? Cậu làm gì vậy? Cậu điên thì có. Huệ Na. Nè. Huệ Na à? Gì? Cậu bị làm sao vậy? Hôm nay nhìn cậu lạ lắm đó. Cái gì? Cậu có vẻ rất là lạ. Hôm nay là đám cưới anh Hách Danh mà. Hèn gì cậu ở đây uống rượu là phải rồi. Mình còn tưởng có chuyện gì chứ. Mà nè, không lẽ cậu thích anh ta thật sao? Không phải chứ. Anh à, mình hỏi cậu một chuyện. Nếu như cậu là Trương Hách Danh, chọn mình hay là chọn Tô Kính? Còn phải hỏi nữa sao? Chắc chắn là chọn cậu rồi. Chắc chắn hả? Chắc chắn, mình là bạn thân mà. Hỏi cậu cũng như không. Có những chuyện không có đáp án chính là đáp án hay nhất. Và có những chuyện không có kết quả chính là kết quả tốt nhất. Cậu nói cái gì? Nói gì lung tung quá, không có nghe rõ. Mình cho cậu biết, một người thì vui vẻ, hai người thì mới là cuộc sống, ba người sẽ là đối đầu sống chết. Cho nên mình quyết định mình sẽ từ bỏ. Nhưng mình tin rằng có một ai đó sẽ vì mình, và vì những nỗi đau khổ mà mình đã chịu sẽ xuất hiện trên thế giới này, mình sẽ tìm được người đó.
chỉ tiếc là người này không phải anh Hách Danh. Người này không phải Trương Hách Danh. Anh ấy không phải Trương Hách Danh. Phải. Không sao, không sao anh đâu. Anh ấy không phải Trương Hách Danh. Đừng có khóc nữa mà Huệ Na, đừng khóc nữa mà. Nè, đừng có uống nữa. Uống nhiều như vậy cũng được gì đâu chứ. Trước đây mình từng nghe nói là khi người đàn ông khóc là vì anh ấy yêu, yêu thật. Còn khi người phụ nữ khóc là vì cô ấy thực sự từ bỏ rồi. Không phải. Kể từ hôm nay mình quyết định rồi, sau này mình sẽ không nhớ anh ấy. Mình phải quên anh ấy đi. Nè, vậy chúng ta kể từ ngày mai đeo một tấm bảng nhỏ lên người. Tôi là một người thông minh hoạt bát, khá là dễ thương, trẻ trung năng động, thế hệ mới, hàng tốt giá rẻ, ngây thơ trong sáng. Cậu thôi đi, mình đâu có cần mấy thứ đó. Chúng ta không cần. Chắc chắn chúng ta không cần. Chúng ta xinh đẹp mà đúng không? Làm gì mà đúng. Có chuyện không ai thương, không ai yêu chứ. Đúng vậy đó. Cho nên kể từ ngày mai tất cả sẽ là khởi đầu mới. Mình sẽ quên anh ấy đi. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nào Cạn Ly, một khởi đầu mới. Huệ Na, Huệ Na, mới một ly là gục rồi. Từ từ, cẩn thận. Từ từ. Cẩn thận nha. Đưa tôi. Cẩn thận nha. À rồi, đi cẩn thận. Tạm biệt nha. Đưa tôi. Để chú biết đó biết đây. Cảm ơn nhiều nha. Mấy ngày nữa sẽ quay. Đã gây cho anh chị quá nhiều phiền phức rồi. Tôi hay đây. Đều là người một nhà, đừng khách sáo như vậy. Phải. Anh Xuân có khách sáo, đừng khách sáo ha. Lo liệu chú đáo, thật sự vẫn chưa chú đáo. Sau này có những cái chơi thường, tôi sẽ bù đắp sau ha. Anh chị chăm lo rất tốt, đều là người một nhà. Chị Xuân à, sau này hãy đưa nhỏ xin gửi gắm chị nha. Hai đứa nhỏ nào? Khách sáo rồi. Mẹ. Thêm phiền cho anh chị nhiều rồi. Mẹ, tôi cần vẫn chưa hỏi ý kiến chúng ta mà đã lén ở lại Bắc Kinh rồi. Cái gì mà lén ở lại Bắc Kinh? Ở nơi này con bé lạ nước lạ cái. Con định sắp xếp sao cho em con? Con cũng không yên tâm, nên con đang nghĩ có thể nào. Sao con suốt ngày cứ làm trước rồi mới nói với mẹ vậy? Được rồi, về nhà rồi tính. Có rảnh rỗi anh chị ghé nhà chúng tôi chơi nha. Nhất định rồi. Nói thật tôi vô cùng yêu thích bài với anh chị. Ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Con sẽ nhớ ba mẹ lắm. Mẹ con sẽ nhớ con lắm đó. Được rồi. Mau lên xe đi. Ba mẹ. Mẹ đi thông thả nha. Ba mẹ bảo trọng. Con ở lại khỏe nha. Mẹ về đây. Con biết rồi. Từ, cẩn thận. Đi đường cẩn thận nha. Tạm biệt. Cảm ơn mọi người nhiều. Con em vui chưa kìa? Có chuyện gì mà vui dữ vậy? Thì em thấy là anh rể tốt với chị em như vậy thật là hạnh phúc quá đi. Đúng rồi đó. Sống ở ngoài một mình rất vất vả. Phải chi có ai đó tới ở cùng mình thì còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ. Đúng vậy đó. Anh coi bây giờ chị em đã bám rễ ở Bắc Kinh này rồi, em cũng muốn được như vậy nữa. Chỉ là không biết khi nào em mới bám rễ được ở đây thôi. Tôi cần à, anh nghĩ cho tương lai của chúng ta rồi. Nhất định sẽ có căn nhà mới. Cũng vì chuyện này mà anh nhất định sẽ cố gắng dốc hết sức mình. Còn bây giờ anh chỉ thiếu một điều thôi. Đó chính là một người có thể chia sẻ tất cả mọi thứ với anh. Em có muốn làm người đó không? Em đồng ý. Nhà anh rể thích thật đó. Rộng hơn nhà chúng ta rất là nhiều luôn. Nè, em ngồi đi. Đã tới lúc phải nói thật rồi.
Gì vậy chị? Em mau nói đi, nếu không chị giận đó. Được. Chị còn nhớ Ngải Hảo không? Ngải Hảo? Là cậu bạn học chung đại học với em hả? Phải. Nhưng mà hiện giờ cũng là bạn trai của em. Bạn trai em? Cậu ấy trở thành bạn trai em từ khi nào vậy? Bây giờ em còn giấu cả nhà quen bạn trai nữa hả? Thì là không phải chị và anh rể cũng yêu nhau khi học đại học sao? Em chỉ là tiếp nối truyền thống dễ dàng của chị thôi. Được, em còn mạnh miệng nữa. Lần này có phải em ở lại Bắc Kinh cũng vì cậu ấy hay không? Hai người ở chung với nhau hả? Cái con bé này thật là học gì không học. Trước giờ cứ tưởng là em ngoan lắm, nhưng bây giờ nào là lén bỏ đi, sau đó còn lén cả nhà ở đây hẹn hò, bây giờ còn sống chung. Ba mẹ biết được chắc chắn sẽ tức chị nhất. Đừng nói cho ba mẹ biết mà, ba mẹ sẽ lo lắm đó. Chị và anh rể không phải cũng vậy sao? Em và Ngải Hảo cũng thật lòng yêu nhau mà. Nè, được rồi, con nít biết gì mà thật lòng yêu nhau. Nè, cậu ấy đang làm nghề gì vậy? Anh ấy làm thiết kế cho một công ty thiết kế đó, không tệ chứ. Không tệ cái gì? Làm thiết kế bề ngoài nghe có vẻ rất là sang, nhưng cứ hay tăng ca, làm tới kiệt sức mà không kiếm được bao nhiêu tiền. Tốt chỗ nào chứ? Chị à, vậy chị muốn em phải làm nè, sao đây? Như vậy đi, em dọn tới ở chung với chị. Hả? Hoàn cảnh gia đình của chị em dọn tới không thích hợp lắm đúng không? Hơn nữa bây giờ em cũng lớn rồi, phải biết tự lập chứ. Em ở ký túc xá mà, chị đừng có lo. Nhớ lại không ăn cơm trước kẻng đâu mà chị ơi. Ăn đòn bây giờ. Ăn nói gì vậy? Được rồi, em cũng lớn rồi, giờ chị không quản nổi em nữa. Có chuyện gì thì cứ gọi điện cho chị. Chị nói em biết, hôm nào phải đưa cậu ấy tới giới thiệu cho chị phải dò xét mới được. Dạ được. Chị à, em phải đi đây, cũng trễ lắm nè, rồi. Ở lại ăn cơm đã chứ. Thôi, em vẫn chưa làm xong việc nữa, chị nhớ chú ý sức khỏe đó nha. Được rồi, nhớ là có chuyện gì nhất định phải gọi cho chị đó. Ừ, chị yên tâm đi mà. Con bé này. Alo, Tô Cần. Ngải Hảo, anh đang ở đâu vậy? Em nhớ anh lắm. Anh cũng nhớ em nữa. Lát nữa em tới tìm anh nha. Lát nữa em ghé anh sao? Dạ, anh ra trước cửa chờ em nha. Chắc em tới hơi trễ đó. Không sao đâu, anh tới đón em. Em ở đâu vậy? Giờ em đang ở nhà chị em mà. Hay là anh về trước đi, em cũng sẽ về liền. Được, vậy anh chờ em. Nhớ chú ý an toàn đó. Ừ, được. Tô Cần, đi đâu vậy? Em định ghé qua nhà bạn trai em. Để anh đưa em đi. Có tiện không hả? Tiện chứ, đi thôi. Cảm ơn. Cảm ơn Du Tổng. Lần sau gọi anh là Duệ đi, hoặc là Du Duệ, như vậy cũng được. Anh Duệ à, sao anh ở dưới lầu nhà chị em vậy? Anh có một hồ sơ để chỗ cô ấy. Không phải cô ấy xin nghỉ vài ngày để kết hôn sao? Nên anh tiện thể ghé lấy. Vậy sao anh còn đưa em về nữa? Có sao đâu, lát nữa anh quay lại lấy cũng được mà. Phải rồi, đã tới giờ ăn tối, anh cũng thấy đói bụng rồi. Có muốn đi ăn cùng anh không? Em không đi đâu, em phải ghé nhà bạn trai em rồi. Nhà bạn trai sao? Ừ. Anh đang cười cái gì vậy? Không có, không có gì. Em chỉ đường đi, đi hướng nào vậy? Phía trước quẹo trái nha. Tổng à, cảm ơn anh đã đưa em về nhà nha. Không có gì.
Anh làm gì vậy? Đứng lên đi. Ê, anh làm gì vậy đó hả? Hôm nay anh sẽ thừa nhận hết lỗi lầm với em. Còn nữa, tôi cần à, bây giờ thì anh có thể chưa mua được cho em chiếc nhẫn kim cương lớn, cũng như chưa mua được cho em căn nhà lớn, nhưng anh xin em hãy tin anh một lần, anh nhất định sẽ bên em suốt đời, cho tới khi em trở thành một bà lão rụng hết trăng những hạnh phúc. Em có đồng ý bên anh không? Em đồng ý. Anh đứng lên đi. À, mẹ. À, sao con dậy sớm vậy? Hôm nay là ngày đầu tiên con chính thức làm dâu nhà họ Trương, nên con phải thể hiện cho đúng bổn phận chứ. Thích trở thành con dâu của nhà họ Trương, cho nên con cần phải cố gắng thể hiện thật tốt. Tốt nhất con phải cẩn thận, đừng để lộ bụng ra. Dạ con biết. Con nghe Hách Danh nói đây là bữa ăn tiêu chuẩn của nhà họ Trương. Mẹ xem thử đi, đúng hay không? Đây là món gì? Đây là súp chua cay. Thời gian này con thực sự rất muốn ăn đồ chua, cho nên con đã làm nó cho mình. Không hề cay đâu mẹ. Mới sáng sớm mà đã ăn món súp chua cay thì lấy đâu ra dinh dưỡng chứ. Thời đại của chúng ta, ăn cơm ngoài việc muốn lấp đầy dạ dày ra, điều quan trọng hơn là phải chú ý cân bằng dinh dưỡng ha. Người già như mẹ thì không sao hết, nhưng mà con thì khác đó. Đặc biệt con là một thai phụ, một người ăn phải bồi bổ hai người, vì vậy phải nên đặc biệt chú ý tới chế độ ăn uống. Nếu như con thích ăn món súp chua cay, tối hôm nay mẹ sẽ nấu cho con món súp thật bổ dưỡng. Đúng rồi, đây là sữa cho phụ nữ mang thai mà chú hai của Hách Danh đặc biệt mang về từ New Zealand. Còn đó, mỗi ngày uống một lần vào sáng tối ha. Mang thai phải uống sữa bầu sao? Đúng vậy. Ở trong này có nhiều chất đạm lắm đó, bây giờ con cần phải bổ sung. Con nhìn đi, người nhà của con họ đều đã về hết rồi, vì vậy mẹ có nghĩa vụ phải chăm sóc chu đáo cho con. Con uống hết cái này đi, lần sau ra phố mẹ sẽ mua tổ yến cho con, bồi bổ tử tế. Dạ. Con nhớ đó, mỗi ngày uống một lần sáng tối. Cảm ơn mẹ. Chào mừng quý khách. Được, vậy chị không nói chuyện với em nữa, bạn của chị tới rồi. Cậu gọi điện cho ai vậy? Cô dâu mới, chú rể mới hả? Không phải, là em gái mình. Lần này em ấy không về quê nữa, quyết định ở lại Bắc Kinh. Ở nhà các cậu sao? Nó không chịu. À, có việc gì cần mình giúp đỡ, cậu có việc nói với mình nha. Cho tôi ly nước nha, cảm ơn. Dạ, xin chờ một chút. Nè, đúng rồi, cậu nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại? Sao lại ra vẻ bí mật vậy chứ? Tân 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 tân. Sắp chị vui vẻ nha. Cảm ơn bạn yêu quý. Trời ơi, mình muốn ném nó cho cậu ở trong ngày đám cưới đó, nhưng ngày hôm đó hỗn loạn quá, không hề có ném quà cưới. Bây giờ nè, chúc cậu sớm ngày tìm được một chàng trai trẻ đáng tin cậy. Cậu đó, cậu đưa cho mình trễ quá rồi. Nếu như trong ngày cử hành hôn lễ mà cậu ném cho mình, có lẽ bây giờ mình đã gặp được rồi, đang ngồi đây uống cà phê cùng với anh ấy. Coi như mình xin lỗi cậu được chưa hả? Không sao. Chiến binh thật sự là dũng cảm đối diện với trai đẹp, đối diện với sự đơn thân ảm đạm của mình. Để mình nhìn kỹ cô dâu mới coi thử. Một khuôn mặt phồn vinh giả tạo. Cuộc sống hôn nhân có vui vẻ không? Cậu có biết không, tối đó Hách Danh đã chuẩn bị cho mình một niềm vui bất ngờ, cũng xem như bù lại một cái đám cưới cho mình. Bây giờ đầy đủ rồi. Hôm đó cái đó không tốt sao? Cao trào cực điểm luôn. Nếu như mà là mình sẽ cố ý lên kế hoạch như vậy. Gì mà một mớ hỗn độn vậy hả? Cậu cười nhạo mình có đúng hay không? Cho dù là cậu muốn làm một điều như vậy, cậu cũng phải tìm một người có suy nghĩ giống như cậu mới được, có đúng không hả? Ý của cậu là gì hả? Cậu nghĩ chỉ có cậu mới có thể tìm thấy kiểu cá mè một lứa tâm đầu ý hợp đó sao? Nè, nói nghiêm túc nha, cậu đừng có vui mừng sớm quá. Vẻ mặt của mẹ chồng cậu hôm đó không phải là dễ sống đâu. Sao rồi hả? Gây khó dễ cho cậu chưa? Mình nói cậu nghe, bà ấy bây giờ đối với mình tốt lắm luôn. Mỗi ngày đều không cho mình làm việc gì hết. Hơn nữa bà ấy còn nghĩ những món ăn ngon cho mình nữa. Chắc chắn
Bậy. Cậu nói bậy bạ cái gì nữa vậy? Cậu không thể nghĩ về khía cạnh tốt hơn được hay sao? Vậy là cậu không hiểu rồi đó. Trái tim người này nó giống như cái túi, nhét đông nhét tay một chút đó được gọi là tâm hồn, nhét thêm một chút gọi là tâm trí, nhét thêm chút nữa gọi là âm mưu. Dám chắc mẹ chồng cậu muốn nhét nhiều hơn mà nhét không có hết, cho nên mới làm như vậy. Được rồi, chỉ có cậu thông minh thôi. Chú rể mới đúng tới vậy. Rồi như vậy đã đi làm đó, rồi. Cô dâu mới chịu để anh đi làm đúng sao? Đúng đó. Vậy thì phải làm sao? Không cho đi cũng đâu có được. Xem anh đắc ý chưa kìa. Nè tôi nói cô đúng nghe, độc thân có vui vẻ tới mấy thì sớm muộn cũng phải kết hôn thôi. Dù sao hạnh phúc mới là mãi mãi chứ, có đúng không vậy? Phải rồi. Những nhà văn như mấy người á, bớt đưa tôi vào con đường không chân chính nha. Lỡ như vợ của tôi trông thấy tôi sẽ tổn hại tới hình tượng của giới nhà văn như tôi, biết chưa? Ôi trời đất ơi. Trời, coi kìa. Chú rể mới trở lại rồi. Tới rồi. Chú rể mới, chúc mừng anh. Ý trời, cảm ơn phụ dâu nha. Còn có sự giúp đỡ lớn lao hôm đó nữa. Sao chứ, anh muốn trả ơn tôi sao? Ừ. Rất đơn giản. Hôn cái đi. Đừng ngầm lên. Cái miệng này của em gái tôi hay chọc ghẹo tôi dữ lắm, hư quá rồi, có biết không? Đừng căng thẳng, tôi chỉ giỡn thôi. Tôi không có hứng thú với người có gia đình. Cô nói cái gì vậy trời? Qua sự tiếp xúc thời gian dài như vậy, tôi phát hiện anh thực sự rất yêu Tô Kính. Và Tô Kính miễn cưỡng cũng được. Xem như cô ấy tạm được, tôi không cứ cái đẹp của người khác. Nguyễn à. Hơn nữa, người đàn ông này vừa kết hôn đã lập tức bắt đầu phát tướng hói đầu. Tôi sẽ không thèm dùng thanh xuân tươi đẹp của tôi cống hiến cho tuổi già suy yếu của anh. Anh yên tâm, tôi sẽ không bám chặt lấy anh đâu ha. Sáng nay cô ta ăn cái gì vậy trời? Tô Kính à, không phải mẹ nói với con rồi sao? Sau này những việc như nấu cơm cứ để mẹ làm. Ở trong cái bếp này lại không có thông gió, hơn nữa nhiệt độ lại cao, nền nhà lại trơn, lỡ con trượt chân phải làm sao? Để mẹ nấu cơm hoài con cũng thấy ngại lắm. Ê, cái đó mẹ đã mua cá chép và đậu hũ. Con muốn ăn cá chép hay là đậu hũ chiên? Hay là chỉ muốn ăn canh cá chép? Dạ đều được. Ê, mẹ nói nè, con là bà bầu phải cẩn thận một chút được không? Lấy đũa mà ăn chứ. Mẹ đếm thử xem con làm có ngon không nè. Đây là gì vậy? Sợi khoai tây đó. Bà bầu như con không được phép ăn cay. Cái này quá kích thích đứa bé rồi, không được đâu. Mẹ. Ây trời, con muốn ăn mì khoai tây sốt giấm. Lần sau mẹ làm cho con. Đi, nhanh. Đi nghỉ ngơi đi. Ây trời. Ê trời ơi, nấu có một món mà làm căn bếp thành bãi chiến trường, thiệt tình à. Anh nhận sai thì có tác dụng gì? Rõ ràng đó là việc do mẹ anh làm mà. Nè, còn nói gì mà muốn tốt cho em? Ý bà ấy là chê em nấu ăn không ngon thì có. Nhưng mà vợ yêu à, anh nói lời công bằng em đừng thấy chướng tai nha. Cái đó, thật ra mẹ anh nấu ăn quả thực rất ngon. Ngon hơn em một chút xíu vậy thôi nè. Nếu như em nấu ăn không ngon em thừa nhận, vậy em có thể học mà. Sao lại muốn làm những thứ gian dễ bề ngoài đó? Nè, em cảm thấy mọi người là người một nhà, có chuyện gì thì nói ra tốt hơn. Nè, còn nữa nha, có phải mẹ anh bị cái gì hay không? Em mua bao nhiêu loại trái cây đắt tiền, em đã rửa sạch cắt sẵn bưng mà vẫn không cầm. Đợi phải nói mẹ ăn trái cây nha, phải nói tới 2 lần thì bà ấy mới chịu ăn. Dương mẫu lương lương hả? Không, em trách lầm ấy rồi. Anh biết lý do tại sao nè. Tại sao chứ? Có phải mỗi lần em nói đều đứng bên phải nói không? Hả? Tay phải của bà ấy lãng hơn tay trái rất nhiều. Anh mới lãng đó. Em xem thật mà. Cho nên nói, đây không phải lỗi do người già, tới tuổi đều như vậy hết. Như vậy nha vợ yêu, tối ngày mai chúng ta có thời gian, muốn ăn gì thì ăn thứ đó, có được không? Đủ rồi đó. Còn muốn ra ngoài ăn, mẹ anh không giết em mới lạ đó. Chắc chắn là nói dầu này đóng cặn, mất vệ sinh, đắt đỏ quá, không có dinh dưỡng đâu. Vậy phải làm sao đây? Còn làm sao nữa, đành phải nhịn thôi.
trời ơi, dù sao vợ của anh cũng rộng lượng. Nhìn chuyện nhỏ là tu dưỡng, nhìn chuyện lớn là mưu sâu. Mà vợ yêu à, em biết em là gì không? Là người thông minh, là người thiểu năng. Vậy mới phải lòng người vô tâm như anh đó. Anh vô tâm sao? À, em thiểu năng. Vậy con của hai chúng ta chắc chắn sẽ thông minh rồi. Tại sao vậy hả? Âm cộng âm thành dương mà. Tiểu Tô. À, chị Hồng. Lôi tổng các cô đâu? Anh ấy ra ngoài gặp khách hàng rồi. Vậy phải làm sao đây? Ra ngoài nói. À, công ty có chuyện lớn rồi. Chúng ta bị người ta lừa rồi. Hả? Phí quan hệ công chúng triển lãm xe lần trước mãi không lấy được rồi. Khoản tiền vay ngân hàng lần này sắp tới phải trả hạn, ngày nào cũng hối trả. Bây giờ bản thân Lôi tổng còn nợ tiền, thật là lo chết đi được. Vậy phải làm sao đây? Khi nào Lôi tổng về lập tức gọi điện thoại cho tôi. Chỗ tôi vẫn còn ít tiền, kêu anh ấy lấy đắp vào trước đi. Chuyện này nhất thiết đừng để đồng nghiệp biết, tránh người khác quan mang. Dạ. Được, vậy tôi đi trước nha. Chị cẩn thận nha. Alo anh, có chuyện gì vậy? Hả? À, được rồi, làm kinh doanh chính là như vậy. Anh kiếm được 3 thì anh phải bù 1. Nguy cơ đó chắc chắn sẽ có mà. Anh nói ba mẹ nghĩ thoáng ra một chút nha. À, nè, vậy tiền nạp lễ của em trước đó thì sao? Mọi người cứ lấy ra dùng trước đi. À, vậy vẫn không đủ sao? À, không sao. Vậy để em gửi thêm cho mọi người một chút nha. Vậy còn bao nhiêu hả? Trong một lúc em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Hay là vậy nha, em gửi trước cho anh 25 ngàn. Trời ơi, em sẽ nói tiền lương tháng này của em bị phát trễ, tháng sau rồi em sẽ bù vào đó ngay, họ sẽ sớm quên thôi. Được rồi, được rồi, anh hai, anh yên tâm đi nha. Tối nay em sẽ gửi qua đó cho anh nha. Ờ, dạ. Alo. Hả? Bây giờ hả? Được rồi, được rồi. Đi thôi. Chúng ta vào ngồi đây nha. Phục vụ. Chào cô, xin hỏi cô cần gọi món gì? Hai ly mojito. Nè, uống đủ làm cái gì chứ? Hai ly nước cam, cảm ơn. Dạ được, xin đợi một chút. Lại không cho uống rượu, chán chết được. Vậy đi, cuối tuần mình dẫn cậu đi ngâm nước nóng ha. Mình vẫn phải ở với mẹ chồng rồi. Vậy thứ sáu mình dẫn cậu đi spa. Trời ơi, mình vẫn phải ở với mẹ chồng mình. Nói tới nói lui, rốt cuộc là cậu dẫn mình đi hay là cậu muốn dẫn người khác đi? Cậu nghĩ nhiều rồi. Vô tư mình sao lại không có người dẫn đi, đúng không hả? Ý mình muốn giúp một bà bầu như cậu tìm tài liệu thai giáo thực tế. Nè, cậu đừng tỏ ra mạnh mẽ được không hả? Rõ ràng cậu có chuyện. Mình có chuyện gì được hả? Mình nói mình không sao rồi mà. Mình sớm nghĩ thông suốt rồi. Ngày mai mình sẽ đi xem mắt. Ai nói chị đây ngu ngốc, chị sẽ cho biết tay. Hôm qua cậu nói là ngày mai đi. Hôm trước cậu cũng nói để mai. Cậu có mấy cái ngày mai vậy? Được rồi. Cậu nhìn cậu xem. Cậu cho rằng cậu đang vui như vậy, uống được rượu là tốt rồi đúng không? Trong lòng cậu vẫn không thể quên được người đó. Nói mình phải không? Vậy bây giờ hai chúng ta cũng nói về cậu nha. Vừa rồi không phải cậu nói với mình lại gửi tiền về nhà đó sao? Đừng có chuyển chủ đề nhanh như vậy. Chuyện này của hai chúng ta vốn không phải là một chuyện. Chuyện của cậu là chuyện tinh thần, còn của mình là cuộc sống vật chất. Chuyện gì ra chuyện đó? Cái này vốn chính là một việc đó. Hai người chúng ta đều thuộc về nhóm người có nhiều tâm sự, nhưng đều không muốn nói ra thôi. Cô đây. Cảm ơn. Nước cam của cô. Xin mời dùng. Nè, mình nói với cậu một chuyện nha. Cậu nhớ lần mình nằm viện không? Con trai của bệnh nhân cùng phòng mình tới thăm, mới 8 tuổi, nó đáng yêu lắm. Mình đã hỏi nó, tình yêu là gì con biết không? Nó suy nghĩ rồi nói với mình, yêu chính là chú chó con liếm vào mặt con. Sau đó, nhóc lại nghiêm túc nói với mình rằng, tuy là suốt một buổi chiều con không để ý tới nó. Đáng yêu quá vậy.
nó suy nghĩ đặc biệt ít. Mình cảm thấy chúng ta, vấn đề của chúng ta suy nghĩ quá nhiều rồi. Chúng ta luôn chạy theo những thứ nhìn thấy được nhưng không thể sờ vào được. Có một vị dĩ nhân đã nói một câu rất hay: bất nhị pháp môn của hạnh phúc chính là trân trọng những gì bạn có được, quên đi những gì bạn không có. Nè, vị dĩ nhân này mình có quen đó nha. Thật sao? Điều giới vẫn giảm nhí không ạ? Cậu đó, cậu thích trương hách danh, vì thế anh ấy nhẫn nhịn nhiều như vậy. Mình và Phùng Tiểu Xuân không duyên phận, mình phải nên quên anh ấy đi. Mình chỉ muốn sống những ngày tháng đơn giản một chút. Như vậy mới đúng đó. Nè, tối hôm nay có nhiều đàn ông như vậy, cậu có chấm được ai chưa hả? Mình giúp cậu chọn một người. Cậu được rồi đó, cậu bắt đi lính sao? Về điểm này, không về nhà thì không phải là thứ tốt đẹp đâu. Nè nè nè, người phía sau đó, cái người mặc áo xanh có in qua, nhìn cái cũng không sao đâu, được đó nha. Đủ rồi đó, cậu xem anh ta đang tán tỉnh cô gái đó, không chấm được. Có cô gái đâu, đối diện là đàn ông mà. Không chừng là đồng tính đó. Nè 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 nè, cậu coi cái anh kia, cậu biết coi bói nữa kìa. Gì vậy hả? Mình dám cược với cậu luôn. Hai người họ vừa quen hôm nay, cậu nhìn ánh mắt của anh ta xem, chịu không nổi. Phùng Tiểu Xuân, cậu có đủ chưa vậy hả? Sao lại đừng nhắc anh ấy với mình, sao lại nhắc nữa? Phùng Tiểu Xuân, thật sự là sao lại là anh ta? Cậu thanh toán nha. Thanh toán, thanh toán. Đứng lại, đứng lại. Ồ, quay qua đây, quay qua đây. Sao anh lại ở đây? Anh vẫn luôn tìm em. Tìm em? Anh dựa vào đâu mà tìm em? Anh dựa vào đâu mà tìm em hả? Anh dựa vào đâu mà tìm em? Đánh anh đi, đánh anh đi. Em đánh anh đi làm mà. Cái gì vậy? Anh điên rồi hay sao? Vô Tư à, hôm đó là do anh không đúng. Anh đúng là bị mơ hồ rồi, cho nên anh mới nói lung tung như vậy. Anh biết là anh vốn dĩ sẽ không xử lý được những chuyện này. Trong nhà chỉ có một người con là anh thôi. Anh vẫn luôn cảm thấy hai người ở bên nhau chắc chắn sẽ phải kết hôn, phải sinh con đẻ cái. Nhưng mà ngày hôm đó em đột nhiên nói em không thể. Lúc đó anh cảm thấy hai tụi mình hết hy vọng rồi. Nhưng tới ngày thứ hai thì anh đã biết hối hận, đi khắp nơi tìm em. Nhưng mà anh không dám gặp em, anh biết anh không còn mặt mũi. Sau đó anh nghe nói em đã xảy ra chuyện. Anh lấy mặt mũi gì mà tìm em? Ai cho anh gặp em? Anh một lòng muốn học lên, em thì một lòng muốn kết hôn. Anh muốn là sau khi học lên cao, tương lai có thể tìm công việc tốt, mua cho ba mẹ một căn nhà lớn nữa. Nhưng mà em chỉ muốn có một căn nhà nhỏ thôi. Kết hôn với em, chúng ta đều quá ích kỷ rồi, đều không thể vì đối phương mà giảm bớt mong muốn của mình. Bây giờ anh hối hận lắm rồi, anh nên nhượng bộ em mới đúng. Nhượng bộ? Anh sẽ kết hôn với em. Anh nói gì hả? Em từng nói là em vẫn còn có khả năng sinh con. Cho dù là không thể, chúng ta có thể làm thụ tinh ống nghiệm mà. Đây không phải là vấn đề. Điều mấu chốt bây giờ là em hãy tha thứ cho anh đi. Chúng ta có thể làm lại từ đầu. Anh sẽ lấy em. Ý của anh là sẽ kết hôn với em sao? Tha thứ cho anh được không? Em tự sát vì anh. Lúc ở trong bệnh viện, em nguyền rủa anh cho dù là như vậy. Nhưng lúc đó em vẫn đang nghĩ anh nấu mì cho em ăn. Em đang nghĩ chỉ cần anh, chỉ cần anh chịu tới xin lỗi với em, em sẽ tha thứ ngay, xem như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Anh thi nghiên cứu xong, chúng ta sẽ đi đăng ký.
chờ thêm chút thời gian chúng ta không dùng. Sớm một chút cũng tốt mà, đây không phải là điều em luôn mong muốn hay sao? Nhưng đây không phải là chuyện của hai người chúng ta mà thôi, chúng ta cần phải bàn bạc thêm với người trong nhà nữa. Chỉ cần nói đồng ý là được rồi, có đúng không? Sao vậy? Anh vội cái gì chứ? Không phải, hay là em đổi ý rồi? Em không hề nói là em không đồng ý mà. Trường học đang có hai căn nhà muốn phân cho nghiên cứu sinh đã kết hôn đó, muộn thì sẽ... Hồng Tiểu Xuân em! Em không đánh anh, tại sao em lại vì một người giống như anh mà tự sát chứ? Năm nay anh nhất định phải thi đậu nghiên cứu sinh, nếu không... Nếu không cuộc đời của anh xem như xong. Những người cùng đi thi nghiên cứu sinh với anh năm đó đều đã tốt nghiệp, họ đã kết hôn sinh con cái rồi, còn anh thì sao? Tên khốn nạn, dù tôi không hề nợ anh, anh sống cho tốt đi ha. Tạm biệt. Nè Du Tư, Du Tư, cậu đừng có như vậy. If you can't control that bloody bird, it'll have to go. Bà xã em về rồi hả? Ừ. Em mệt không? Bị sao vậy? Anh nói xem, hai người ở bên nhau lúc đầu không phải là bởi vì yêu nhau, có tình cảm, quan tâm lẫn nhau hay sao? Ừ. Vậy thì tại sao tới cuối cùng vẫn phải làm cho một bên trở nên đặc biệt máu lạnh? Ai vậy? Trời ơi, Du Tư. Hả? Chủ có nói hết mà, Du Tư để chia tay với Phùng Tiểu Xuân rồi, triệt để luôn. Chia tay rồi. Lúc đầu Phùng Tiểu Xuân nói muốn kết hôn với Du Tư thì đâm mục đích của anh ấy là để sau khi cưới muốn trường học của họ cấp cho anh ấy một căn nhà. Bà xã, một người đàn ông á, theo lý mà nói không nên quá nhiều chuyện, đúng không? Nhưng mà chuyện này theo như anh thấy á, chia tay là tốt. Vậy sao? Anh cũng nghĩ vậy hả? Em coi đi, lúc đầu Phùng Tiểu Xuân á, muốn thi nghiên cứu sinh, đó là điều nên làm, có đúng không? Nhưng mà vấn đề là sau khi Du Tư gặp chuyện, biểu hiện của anh ta quá tệ. Nếu là bạn của anh ta, anh đã trực tiếp hối anh ta. Em xem bây giờ, tất cả những người phụ nữ đều rất tài giỏi, ví dụ như em chẳng hạn hả? Lên tới được phòng khách cũng xuống được dưới nhà bếp. Vậy nên những người đàn ông á, cũng phải có tiến bộ một chút mới được. Mọi người đều nói nước mắt của phụ nữ là thứ dịch thể vô dụng. Nhưng mà vấn đề là anh có thể khiến cho một phụ nữ rơi nước mắt chỉ có thể chứng minh anh vô dụng hơn. Cho nên nói, thứ đàn ông vô tích sự đó không có cũng được. Tâm trạng của em bây giờ thật sự rất lo lắng cho Du Tư. Anh xem sau này cô ấy phải làm sao. Ở trên thế giới này, những người đàn ông tốt vẫn đang tồn tại. Ví dụ như anh nè. Anh mãi mãi là tấm chắn bảo vệ phía sau lưng của em. Baby. Ba. Mommy. Cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Mau lên. Uống hết chén này đi ha. Gì vậy mẹ? Súp ô mai chua. Ăn thai bổ khí đó, mẹ chưng thuốc bắc cho nó uống. Tốt nhất uống trước khi ăn. Đúng á. Thứ này là mẹ con tìm bác sĩ tốt nhất kê đơn thuốc đó. Tốt cho phụ nữ mang thai và em bé nữa. Tối nay bà ấy thức suốt cả đêm đó. Thuốc tốt giả tật, rất có lợi cho cơ thể của con. Tìm đâu ra mẹ chồng tốt như vậy chứ. Đối xử với con dâu quá tốt rồi. Cảm ơn mẹ. Uống đi em. Sao vậy? Anh ném thử. Cái gì mà đắng dữ vậy mẹ? Không sao. Hả? Em cho thêm chút đường là được. Được. Bác sĩ nói là đường cũng chính là một vị thuốc bắc, nếu cho thêm vào đó không biết chừng hiệu quả sẽ mất hết. Có thể đó. Vậy để em ráng một chút. Em cố lên, cố lên, cố lên.
Cố lên, cố lên, cố lên. Yeah, cũng hết rồi. Hả? Con đi coi sao nghe. Nè, không sao chứ? Không sao chứ? Đây, xúc miệng đi. Hả? Xúc miệng đi. Này, thuốc này khó uống như vậy thì đừng uống nữa hả? Cái thuốc này á, không uống chắc mẹ sẽ tức giận lắm. Nhưng mà vấn đề là em uống xong cũng ói ra hết thôi à. Không có sao, em cố gắng thêm chút nữa. Vì cục cưng của hai ta, đi thôi. Cái gì vậy trời? Chị, anh hai tìm chị mà không được đã gọi điện cho em. Anh ấy nói nhận được chuyển khoản rồi. Vậy sao? Vậy thì tốt. Ờ, phía nhà anh rể thì họ không nói gì hả? Chị chuyển tiền nhiều như vậy mà. Chẳng phải là anh cần gấp quá hay sao? Chị vẫn còn chưa kịp nói với anh rể em nữa. Được, vậy có hợp lý không? Có gì mà hợp hay không hợp, nói xong anh ấy chắc chắn cũng đồng ý thôi. Dạ chị, vậy thôi. Mà có một việc nữa, anh hai nói em thường xuyên tới nhà thăm chị. Mấy hôm nay lúc nào chị có thời gian vậy? Hôm nay được nha, hôm nay là cuối tuần, nếu em không có việc gì thì qua đi. Được không? Được, sao lại không được chứ. À đúng rồi, nhớ được mang đồ tới đó nha. Mẹ chồng chị chuẩn bị hết rồi. Em biết rồi mà chị, em sẽ không mua đồ tầm bậy đâu. Được, lát nữa gặp ha. Dạ. Chậm thôi. Phản ứng quá mạnh luôn. Thuốc đắng quá mẹ ơi. Thuốc còn lại đâu rồi? Đổ rồi. Hả? Nó không uống được. Con uống hả? Mang thai đều như vậy mà. Đây là phản ứng bình thường. Lần sau lúc mà em đi mua thuốc lại đó, em đưa nó đi theo. Đúng đó. Đưa nó theo thì có tác dụng không? Cũng đâu phải là trẻ con. Lần sau có cơ hội rồi hẳn nói. Ba ăn cơm đi. Ăn bánh mì đi. Không sao. Ba mẹ, chuyện là hôm nay Tô Cần muốn tới đây thăm nhà mình, có được không vậy? Các con đã bàn bạc trước rồi đúng không? Hôm nay đúng lúc đều rảnh hết, cho nên con đã nói nó tới đây rồi. Điều này nói ra cũng là chúng ta không phải. Con bé tới Bắc Kinh lâu vậy, chúng ta cũng chưa mời con bé tới nhà chúng ta ăn một vậy. Bữa như vậy nha. Nói mẹ biết con bé thích ăn những món gì. Mẹ đừng lo, để chúng tụi con đi siêu thị mua là được rồi. Cũng được, mua ít đồ ngon. Dạ. Ngoài ra siêu thị rau nhiều người chú ý an toàn đó. Mày yên tâm đi ha. Ăn cơm đi. Nếu anh không yên tâm, anh đi mua đi. Cô đừng có để ý. Mẹ con chính là khẩu Phật nhưng mà tâm xà. Nói ngược thôi. Số tài khoản, số tiền 25.000 nhân dân tệ. Tài khoản người nhận. Ba mẹ, tụi con về rồi. Con về rồi. Hai đứa qua đây một lát. Có chuyện gì vậy? Cái này, rốt cuộc là có chuyện gì đây? Hả? Con hãy giải thích rõ ràng cho mẹ. 25.000 tệ ở đây, rốt cuộc câu chuyện nó tới đâu? Con chuyển cho anh hai con. Anh ấy xây nhà hết tiền rồi, mọi người đình công, cho nên con đã chuyển cho anh ấy để cứu nguy trước. Lẽ ra là tụi con nghĩ rằng đem bán hết đám rau lớn ở trong nhà thì sẽ có tiền. Đáng tiếc năm nay thu hoạch không tốt lắm, cho nên tiền dành để xây nhà đã tiêu sạch hết rồi. Thì ra là như vậy. Em xem hay là vậy, không có thể tha thứ, có thể đúng tha thứ không sai. Con tự tin thừa nhận điều đó quá rồi. Mẹ thấy trí nhớ của con có phần không tốt. Con,
tới chỗ được viết trên bức tường đó đọc lại cho mẹ nghe. Được rồi mẹ. Đọc. Điều thứ hai. Tại sao phải làm vậy? Nghe thấy không hả? Được được được, đọc. Sau khi kết hôn, lương bên A và bên B đọc đàng hoàng, mẹ nghe không rõ. Mỗi bên tiến hành chi tiền, đặc biệt là chi tiền với số lượng lớn dựa trên 1.000 tệ, đều phải lập ra dựa trên kết quả được thương lượng của bên A và bên B mới có thể tự do chi tiền. Con đã nghe rõ ràng chưa hả? Giấy trắng mực đen con tự mình còn ký tên lên đó. Con chi ra một số tiền lớn như vậy, tại sao không bàn bạc với bên B là chúng tôi một tiếng hả? Ông xã, anh có thể đọc giúp em điều thứ nhất được không? Được chứ. Nhà cửa xe cộ phạm là những thứ được sở công chứng công chứng là thuộc về tài sản trước hôn nhân. Trong khi hôn nhân có hiệu lực, bên B cũng có quyền được hưởng nó. Con muốn nói gì vậy hả? Ý con muốn nói nhà cửa xe cộ là tài sản trước hôn nhân, vậy nên con có thể tự do sử dụng nó. Tiền tiết kiệm của con được xem là tài sản trước hôn nhân, con có thể tùy ý tiêu. Yeah. Được rồi mà mẹ, đừng có tức giận nữa mà ha. Mẹ được rồi ha, chuyện đã qua rồi mà. Con nói mẹ nghe, lần này nếu như không phải tại vì nhà tô kính có việc gấp thì đã không tiền trảm dạ, hậu tấu. Mẹ coi đi, mẹ biết sớm hay là biết muộn, dù sao cũng là biết mà. Bây giờ đã biết rồi đúng không? Hơn nữa mẹ cũng từng nói với con chú ý thai giáo, thai giáo này không tốt. Hai người các người đừng có ở đây mà cười tươi đùa giỡn với mẹ. Mẹ hỏi con nè, có phải là con đã sớm biết chuyện này rồi không? Dạ đúng, con sớm biết rồi. Trước đó tô kính đã bàn bạc với con cũng đồng ý rồi. Chỉ là con quên nói lại cho mẹ biết thôi. Các con quá đáng lắm rồi. Rõ ràng trong mắt không xem người mẹ này ra thể thống gì mà. Mẹ nói con biết tô kính. Từ khi con bước vào cửa nhà này, mẹ đã nhịn lần này tới lần khác. Bây giờ mẹ không thể nhịn được nữa. Không cần phải nhịn. Mẹ nói con biết, không chờ tới khi con các con ra đời, có lẽ mẹ cũng đã giống như Lâm Sung lão bổ đầu đó, bị các con làm cho tức chết. Trời ơi, em nói cái gì vậy hả? Hơn nữa Lâm Sung không phải bị làm cho tức chết. Ý em muốn nói là Chu Du hả? Ý phải em không? Nói chính là cảm nhận đó. Mẹ, đừng nói nữa. Tôi cần tới rồi. Nhà có khách rồi, chúng ta đừng nói nữa hả? Con vào đây với mẹ. Dạ. Mẹ còn chưa nói hết lời với con đâu. Đi chậm thôi. Nè, đi chậm thôi. Tới liền. Anh rể à? Sao? Em cũng không biết mang theo gì nên mua ít trái cây. Trời thôi. Ơi, thiệt tình, em tới được rồi còn mua đồ làm cái gì? Thiệt tình, vô nhà đi. Con chào bác. Chào con. Ngồi đi. Chị em đâu? Chị em hả? Tô Kính. Mẹ không phản đối con hiếu thảo gia đình, nhưng mà hiếu thảo cũng cần có mức độ, làm trong khả năng thôi. Mẹ. Ở trong mắt con, có phải cảm thấy mẹ và ba chồng con đều là người của cơ quan nhà nước, thấy rằng ba mẹ kiếm tiền dễ hơn ba mẹ con đúng không? Dạ không. Nói cho con biết, nhà mình cũng là gia đình bình thường, chúng tôi kiếm tiền không dễ dàng gì. Mẹ cũng chưa từng thấy gia đình nào giống gia đình con. Một đứa con gái đi lấy chồng mà bà con không ai cho một đồng tiền mừng, ngược lại kêu con trợ cấp tiền. Mẹ, con biết là bây giờ tất cả tiền con kiếm được đều liên quan tới gia đình của chúng ta, nhưng bây giờ thực sự là con cũng đã hết cách rồi. Ba mẹ con chỉ biết làm ruộng, họ có thể kiếm được bao nhiêu đồng chứ? Chỉ có con mới giúp được anh hai con. Anh hai con đã hơn 30 tuổi rồi, tới bây giờ vẫn chưa có nhà ở, cũng không lấy được vợ. Nếu như con mà không giúp anh ấy sẽ độc thân suốt cả đời thôi. Con mong là mẹ có thể đứng ở trên lập trường của con, hiểu cho con và suy nghĩ cho con được không? Có phải bây giờ con muốn nói với mẹ con sẽ đài thọ cho tới khi anh hai của con lấy vợ sinh con đẻ cái, hay là con muốn đài thọ cho tới khi em gái con lấy chồng luôn hả? Con đâu phải là một mình gả tới nhà họ Trương chúng tôi, con còn đem theo anh trai và em gái cùng gả tới đây đó chứ. Con đã gián tiếp đem gánh nặng này của con đổ lên người nhà chúng tôi. Con thấy có công bằng với chúng tôi không? Con có thể đứng trên lập trường của chúng tôi để suy nghĩ được không hả? Bác ơi, hai người đừng cãi nhau nữa mà. Tiểu Cần, mọi người không cãi nhau, em ra ngoài đi. Mẹ. Em lại có chuyện gì nữa vậy? Em có biết vừa nãy em đã nói cái gì không hả? Em biết là những lời nói đó để Tô Cần nghe được thì con bé sẽ nghĩ gì không? Em cằn nhằn cả một buổi sáng chẳng lẽ đạt được mục đích này hay sao hả? Mẹ nghe con nói đi. Mẹ thấy trong thỏa thuận đó bên A là con, có đúng không? Với tư cách là bên A con đồng ý rồi, cho nên nói Tô Kính không tính là vi phạm thỏa thuận, có đúng không ba?
Không tính, không tính. Hách Danh, con thật là hồ đồ. Tại sao mẹ làm như vậy chứ? Không phải điều gì con sao? Đúng, đúng, đúng. Con thiệt là chưa làm cha mẹ, không biết cảm kích ơn của cha mẹ. Con nhớ kỹ lại đi. Con nói coi từ trước tới nay mẹ có rộng lượng với nhà Tô Kính không? Từ lúc con đính hôn tới kết hôn và bây giờ, Tô Kính lấy trong nhà chúng ta bao nhiêu tiền rồi? Chúng ta hiểu cho ba mẹ ruột của nó, nhưng họ có hiểu cho chúng ta không? Tô Kính đã lấy chồng rồi, họ giờ nghĩ đủ cách để đòi tiền nó. Họ coi Tô Kính là gì? Là ngân hàng, máy rút tiền tự động. Nói cho con biết, nếu không phải mẹ nể tình trong bụng Tô Kính đang mang huyết thống nhà chúng ta, thì mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận kiểu người như vậy có quan hệ xã hội phức tạp như nhà họ. Thôi đã mẹ, mẹ nghe con nói đi. Nhưng mà vấn đề là, mẹ thấy đó, bây giờ con và Tô Kính lấy nhau rồi, theo như con thấy, hai vợ chồng trẻ không phải nên nhường nhịn nhau để sống hay sao? Có đúng không? Mẹ và ba con không phải cũng nhường nhịn nhau sống cho tới giờ sao? Con đừng có so với ba không? Mẹ đúng. Anh thấy con nói cũng đúng. Em nhớ lại trước đây đi. Được được, anh sẽ không nói chuyện đó nữa hả? Chúng ta chỉ nói chuyện trước mắt thôi. Còn mấy tháng nữa là Tô Kính sinh con rồi hả? Anh chúng ta đừng làm ồn ào như vậy nữa. Ồn ào như vậy không có hay đâu. Hách Danh còn bị kẹt ở giữa nữa, rất khó xử cho nó hả? Không tốt đâu con. Mẹ à, bỏ qua đi, bỏ qua đi, bỏ qua đi mà hả? Ê, sau lần này Tô Cần sẽ không tới nhà chúng ta chơi nữa đâu. Không tới thì thôi. Nè, lúc nãy em nói như vậy là có ý gì hả? Nói gì mà liên lụy chứ? Chị à, là em liên lụy chị rồi, khiến chị bị người trong nhà này khinh thường. Được rồi, ở đây, ở Bắc Kinh đều nghe lời chị hết. Em phải nghe lời chị biết không? Chị à, em cũng hiểu chuyện mà. Em không muốn làm chị khó xử nữa đâu. Chị coi chị đi, trong khi đứa bé này vẫn chưa được sinh ra, bà ấy đã đối xử với chị như vậy rồi. Nếu lỡ như mà chị sinh bé gái thì sao đây? Không phải bà ấy sẽ càng hà khắc với chị hơn sao? Em chỉ lo cho chị thôi. Em nghĩ nhiều quá rồi đó. Dù gì thì mẹ chồng của chị cũng đã là người có học thức mà. Bà ấy sẽ không trọng nam khinh nữ đâu. Hơn nữa là anh rể em thương chị như vậy, có anh chống lưng cho chị. Được rồi, em cứ yên tâm đi ha. Em thích ăn thì ăn, thích chơi thì chơi, vui vẻ là được rồi. Đúng rồi, chuyện lần này đừng có nói với ba mẹ đó, nghe chưa? Ừ, em không nói. Nhưng mà chị không mệt sao? À, có mệt hay không, đợi sau này khi em thành gia lập thất rồi thì em sẽ biết thôi. Được rồi, đừng có nói nhiều nữa. À đúng rồi, công ty PR của chị đang tuyển trợ lý, em có coi thử đi, có muốn đi thử sức một chút không? Không phải em vẫn luôn không muốn chị giúp đỡ hay sao? Lần này coi như chị cho em cơ hội. Có thể thành công hay không phải xem em có nỗ lực hay không đó. Cảm ơn chị. Cậu bé ngốc này. Bà xã, chuyện ngày hôm nay anh thấy cũng không hoàn toàn trách mẹ của anh được. Hai chúng ta ít nhiều cũng có chút trách nhiệm trong đó mà, đúng không? Lẽ ra em phải nói trước với anh chuyện này chứ. Thứ nhất, anh cũng không thể không đồng ý, đúng không? Quan trọng ở đây là cũng may hôm nay anh có chỉ số IQ cao hơn người khác mới kịp thời phản ứng được. Nếu không đã bị lộ hết ra rồi, vậy không phải càng rắc rối hơn sao? Có đúng không? Chẳng qua em quên nói với anh, chứ sao em có thể không nói với anh được? Chúng ta đã sống chung với nhau rồi, tiền xem phim, chi tiêu bên ngoài, trong lòng em đều rất áy náy. Em không muốn người già của em sống cực khổ hơn mình. Em mong bất cứ người nào cũng có thể sống tốt hơn em, như vậy mới vui chứ. Anh biết, anh biết, anh biết mà, không sao đâu ha. Nè, em muốn ly sữa này trước đi. Bây giờ em không muốn uống, anh để em yên tĩnh một chút được không hả? Em thực sự không hề muốn nổi nóng, cũng không muốn tức giận. Em không muốn để tâm trạng không tốt của mình làm ảnh hưởng tới em bé của chúng ta. Đúng. Nhưng chuyện này đã khiến em thật sự lĩnh giáo rồi, rút ra bài học kinh nghiệm. Thứ nhất, sau này em làm bất cứ chuyện gì nhất định phải bàn bạc trước chuyện đó với anh. Thứ hai, cũng may hôm nay em dùng tiền của em, nếu không thì chuyện này không biết mẹ của anh nói tới mức nào nữa đây. Thứ ba, anh phải nói lại với bà ấy đó, em sẽ không dùng tiền của anh để hiếu kính với ba mẹ của em. Bà ấy yên tâm đi. Nè, vợ à, dù sao thì em thực sự đã hiểu rõ rồi. Nỗ lực kiếm tiền là để tình yêu của chúng ta không chịu khảo nghiệm của đồng tiền. Coi em nói kìa. Coi cái gì mà coi, đó chính là hiện thực đó. Em đang nghiêm trọng quá vấn đề lên rồi, có biết chưa? Không nghiêm trọng tới mức đó đâu. Chuyện này cũng qua rồi ha, đừng giận nữa mà.
Len ken. Đục có len ken nữa. Thôi mà, thôi em mà. Em không muốn nghe anh nói, anh để em yên tĩnh đi. Phượng, cô đang tìm gì vậy? Không tìm thấy hộp trang điểm màu đen của tôi đâu hết. Cô có thấy không? Tôi không nhìn thấy. Hộp trang điểm màu đen hả? Hả? Hình như tôi thấy đâu đó đó. Thật không? Ở đâu vậy? Hình như mấy ngày trước thấy tôi cần dùng. Em gái tôi. À, chị Hy Phượng. Cho mượn hộp trang điểm của cô dùng chút nha. Ờ, tôi không có đem theo. Không đem? Tôi thấy là cô không dám đem ra thì có. Đúng đó, tôi cần. Cô lấy ra cho cổ xem đi. Ờ... À, chị, sao cô lại làm như vậy chứ? Sao lại giống y đúc với cái của tôi vậy hả? À, vậy sao? Người tới từ vùng quê nhỏ này đây đúng là không đơn giản. Mới tới có mấy ngày đã dùng được hàng hiệu rồi. Là của bạn tôi tặng mà. Bạn cô tặng sao? Là ăn trộm mới thì có. Cô còn dám mặt dày nó là bạn cô tặng hả? Không biết xấu hổ. Có chuyện gì? Sao chị lại đánh người chứ? Đồ đàn bà đánh đá. Đồ nhà quê. Chưa từng được thấy đồ tốt, chỉ biết ăn trộm đồ thôi chứ gì. Cô mới là ăn trộm đó. Cô mới là nhà quê. Tôi nói rồi, của bạn tôi tặng mà. Đó là của tôi tặng. Có vấn đề gì hả? Không có gì. Tôi nói cho các cô biết, sau này các cô ai dám ức hiếp cô tôi đây thì sẽ không được yên lòng với Lôi Dũng tôi đâu. Hiểu chưa hả? Xin lỗi cô ấy đi. Xin lỗi cô, em gái tôi cần. Trừ tiền thưởng tháng này, những người khác về chỗ làm việc